Xin chào mọi người, hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người một lô cần Nhật Bản nha. Lô ngày hôm nay bao gồm tất cả là 17 cây cần, bao gồm là cần lua nha, cần rút, cần iso, bao gồm tất cả là 17 cây. Mọi người xem và nếu có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ với shop qua số điện thoại 0932455407, kết nối Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp cho shop em để chốt hàng nha mọi người. Giá em báo là chưa bao gồm phí vận chuyển, phí ship, đồng giá là 40.000 một đơn hàng, nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán nha. Đây, đầu tiên có là một cây cần sấp nha. Cây này cần sấp chất liệu là carbon. Đây là gốc này, đây là gốc của cần. Gốc của nó thì nó có xước xát như thế này nha mọi người. Gốc nó có trầy xước như thế này. Cây này chiều dài là 3m90. Đây là hiệu của nó này. Bát của cần là bát kẹp Fury FS7. Cây này thì cái phần lóng gốc của nó đây, phần lóng gốc của nó là xoắn ít như thế này nha mọi người. Khoen của cần toàn bộ là khoen Fury, đề ba có thể gặp như thế này, toàn bộ là Fury lõi xứ xám nha, và nó có tất cả là 5 khoen. Cây này độ cứng tầm 25, dài là 3m90. Đây là đọt của cần, đọt của nó là 2.7 ly và gốc là phi 23.5 nha mọi người. Có lóng trong của cần. Đây là lóng đọt của nó nè. Đọt của nó là nó có màu xanh nha. Bên ngoài là màu xanh, xem trên video mọi người nhìn giống mà là giống y như là màu đen, nhưng mà nó là màu xanh lục nha. Đây là lóng đọt này. Lóng thứ hai của cần. Lóng hai. Cái lóng hai này thì nó có xước xát ở vị trí này nha. Đây, cái cần rút lên rút xuống á, nó tạo ra vết trầy ở đây này. Đây, trầy như thế này nha. Nó tróc lớp sơn phủ bóng phía bên ngoài nha mọi người. Đây. Lóng ba. Cái này chủ yếu ở trầy ở đó thôi. Nó tróc cái lớp sơn phủ phía bên ngoài. Đây là lóng thứ ba của nó. Lóng gốc của cần Vitasi. Khoan bát là Full Fury nha. Dài là 3m90. Phẩm thể như thế này. Cây này là mã số 1 nha. Nặng là 295g. Giá số 1 này là 900.000. Số 2 là một cây hai khúc. Cây hai khúc này thích hợp cho mọi người câu bè nha mọi người. Cây này dài là 1m50 và độ cứng là 20. Chi tiết của cần đây. Đây là gốc này, gốc của nó là phần chui gỗ bè nha, tiếng như thế này. Bát của cần là bát kẹp Fury FS6, cứng 20, dài 1m50. Hiệu của cần là Century nha, Mamiya Century. Cây này hàng China xuất Nhật nha, đầy đủ tem nhãn. Mã cốt. Ngoại hình cây này còn rất là mới. Khoen của cần là Fury loại xứ xám nha. Đây là ngọn của cần. Khoen, tất cả các khoen trên ngọn là khoen Fury một chân như thế này nha. Đầu bu là đầu bu Fury xích. Độ cứng là 20, dài 1m50. Cây này ngọn là 1 ly. Ngọn 1 ly nha mọi người. Đây. Chất liệu là carbon 2 khúc. Như thế này, tổng thể của cần. Thì cây này là mã số 2, nặng là 106g nha. Cây số 2 này giá là 600. Số 3 là một cây cần Nixie. Cây này là một cây cần tây dây trong trợ máy nha. Cây này là hãng Nixie, hàng về thì nó còn nguyên bao nha mọi người. Hàng nguyên bao Nixie như thế này. Đây là chi tiết của cần. Đây là gốc này, gốc của nó là sơn nhám màu đen như thế này. Hiệu là Nixie. Độ lớn lóng gốc này. Phần lớn nhất là 22 ly phi 22 nha, phi 22. Độ phần lớn gốc lớn nhất. Bát của cần là bát kẹp Fury FS6.
Cây này dài là 5m4. Này, cái đây thì nó dính vết bẩn, bẩn ở đây nè. Hiệu cần là Nixi, màu là màu đỏ đen như thế này, tem nhãn hiệu cần. Khoang dẫn của nó đây, khoang dẫn của nó là khoang dẫn Fury nha, có chữ Fury nhỏ ở đây nè, Fury xứ xám như thế này, màu đỏ như thế này nha. Đây là khoang Fury, đây là đầu bu của cần này. Đầu bu của nó đây nhá. Cái này là người ta gắn sẵn như vậy rồi, em cũng không tháo ra nhé mọi người. Em để y như vậy. Đầu bu này nè. Đây là cây tay, cần tay dây trong trợ máy, dài là 5m4. Đây là gốc, đây là phần ngọn của cần. Độ lớn ngọn. Độ lớn ngọn là 2 ly nhá. Có lóng trong của nó đây. Đây là ngọn của cần. Lắm 2 nè. Các lắm trong một cần thì màu đen. Đây lắm 3 nè, tối đen và đỏ như thế này nha. Lắm thứ 4. Lắm thứ 4 này. Lắm thứ 5. Đây là lóng ngọn nha, cây này nó rút tất cả là 6 lóng. Đây này. Cái sử dẫn xích của nó đây, Fury xích như thế này nha mọi người. Hiệu là Nixi, dài là 5m4. Tổng thể như thế này. Cây này nguyên bao nha mọi người. Cây này là mã số 3, nặng là 122g nha. Giá số 3 này là 850.000. Số 4 là một cây cần lure nha, hai khúc như thế này, cần lure máy đứng. Cây này phần gốc này, gốc của nó là phần cán mút xốp màu xám như thế này, cái phần tay cầm này rất là chắc chắn nha. Bát của cần là bát vặn, bát vặn như thế này. Cây này thông số, cái này là nó dính vết keo bẩn nha. Cái này là vết keo chứ không phải trầy cần nha mọi người. Cái này dài là 6 feet, là 1m80 nha, độ cứng là ML, hai khúc. Hiệu của nó này, Spin Rally. Màu của nó là xám, phối xám và đen như thế này. Khoen của cần là khoen Fury xứ xám nha mọi người. Đó, Fury xứ xám như thế này. Cần lua máy đứng, độ cứng ML. Đây là ngọn của nó nè. Cái lớp keo phía này, cái lớp keo cuốn này nó bị ổ màu nha. Cây này thì nó có tất cả 5 khoen bao gồm cả đầu bu và toàn bộ là Fury xứ xám xanh như thế này. Ngọn cần là 2 ly 3, độ cứng là ML, dài là 1m80. Ngọn của nó như thế này, tổng thể. Cây này mã số 4 nha, nặng là 115g, giá là 600.000. Số 7 là một cây cần lua máy đứng một khúc như thế này. Cây này là một cần của hãng Shimano nha, Shimano nội địa, một khúc máy ngang như thế này nha mọi người. Đây chi tiết của cần này. Chi tiết của nó đây là phần cán nha. Đây hiệu cần Shimano, phần cán cầm của nó là bọc da như thế này. Đây. Đây là phần cán này, phần bát máy này, hiệu Shimano. Shimano Bantam. Cái này bát máy rất là đẹp nha. Cái này là nhôm nha mọi người. Phần này là nhôm. Rất là đẹp luôn. Cây này dài là 1m70 và là hàng một khúc nha mọi người. Một khúc. Khoen là Fury. Fury lõi phát quang như thế này. Lõi phía trong là lõi xám nha. Vòng ngoài phát quang. Là cây này thì nó có tất cả là 7 khoen. 7 khoen bao gồm cả đầu bu, dài 1m70, một khúc, đọt cứng M. Đây là tất cả các khoen ở đầu bu của cần đây. Tất cả đều là khoen Fury hết nha. Fury phát quang hết.
Cái này thì ngọn là 2 ly 8. Tổng thể của nó này, một khúc mấy ngang như thế này. Thì cái này thích hợp cho mọi người thích sưu tầm này. Lấy con này mình tìm thêm một cái máy Shimano Bantam, nó có màu trắng giống như vậy nữa, gắn vào đây là được một bộ rất là đẹp nha. Cây này là mã số 5 nha, 216 gram. Giá số 5 này là 800.000. Số 6 tiếp tục cũng là một cây cần lua nha mọi người. Cây này là một cây cần lua một khúc mấy ngang luôn. Một khúc mấy ngang. Cây này cũng là một cây lua của Shimano. Cán này, cán của nó là phần cán gỗ. À, em nhầm nha, cán mút xốp màu đen như thế này nha. Bát của Shimano. Shimano Bantam. Tem nhãn này. Cây này thì nó có đầy đủ thông số trên cần. Cây này dài là 5 feet 6 inch, 1m67-68 nha mọi người. Lua là từ 6-14 lb nè. À, lua là từ 5-18 gram, lai là từ 6-14 lb nhé. Cây này là Shimano Bantam. Cây này thì ở đây nó có một cái trầy, cái trầy ở phần này nha. Cây này made in Japan nha, trên cần nó ghi rất là rõ, made in Japan. Mã cốt đầy đủ nha. Khoan của cần là Fury, lõi xứ đen như thế này, xứ xám đen như thế này. Thì cây này nó có tất cả là 7 khoan Fury. Đồ bu cũng là đồ bu Fury luôn nhé. Em cầm cây cần một khúc quay nó hơi bị vướng nhé, mọi người cố gắng xem giúp em nhé. Cái này ngọn là 2 ly 3. Độ cứng của nó là đây, cái này này có thông số của nó rất là rõ. Thông số rất là đầy đủ trên cần nha. Lua là từ 5-18 gram. Cái này mã số 6 nha mọi người, nặng là 110 gram. Giá số 6 này là 800.000. Số 7 là một cây cần rút. Cây cần rút như thế này. Cây này là cần của Suzumi. Chi tiết của nó đây, nó mất nét rồi, mọi người chờ tí nha. Đây, đây là phần gốc của nó này, hiệu của nó là Suzumi. Cái này đây, cái này nó che mất cái chữ Suzumi. Cây này cũng còn rất là mới. Bát là bát kẹp Fury FX6. Cây này là cây cần ISO khoen lớn mọi người, dài 2m7, đọt số 3. Đây, màu của nó này. Cây này khoen của nó là khoen Fury toàn bộ. Nó có tất cả là 7 khoen. 7 khoen bao gồm cả đầu bu như thế này. Ngọn số 3, dài 2m70. Đọt của cần là 1 ly 6 nha, 1 ly 6. Góc là phi 17 nha mọi người. Góc là phi 17. Cái này em lúc nãy em đo đọt nhầm nhá, em báo nhầm độ lớn đọt nha. Đây em sẽ đo lại. Cái này ngọn là 1 ly 4 thôi nha. Ngọn 1 ly 4. Đây là cái lóng đọt của nó này. Lóng thứ hai. Ngoại hình cây này còn rất là mới. Lóng thứ ba. Cây này rút tất cả là 4 lóng. Dài là 2m7. Tổng thể nó như thế này. Cây này là mã số 7 nha. Nặng là 140 gram. Cây này có chiều dài rút gọn là 78 cm nha. Giá là 700.000. Số 8 cũng là một cây cần carbon. Tổng thể của cần như thế này. Đây là phần gốc này. Cây này nó có kiểu dáng là hơi xuôi về phía đầu ngọn như thế này nha mọi người. Đấy, xuôi về phía đầu ngọn. Độ lớn gốc này, gốc của nó độ lớn gốc là phi 20. Cây này dài là 2m1 nha, hiệu của nó là Terracutter. Tem nhãn của cần đây. Bát là bát kẹp Fury F7 nha. Đây, dòng cần của Suzumi, Suzumi Power 4. Và thon về phía ngọn như thế này. Thì cây này nó có tất cả là 4 khoen thôi, dài 2m1 và nó có 4 khoen Fury như thế này. Tất cả là khoen Fury hết.
Cây này ngọn là 2 ly, gần 2 ly 3 nhé mọi người. Cái này thì nó rút tất cả là 2 lóng như thế này thôi. Rút 2 lóng thôi. Ngoại hình mới nhé. Cây này là mã số 8, nặng là 114g nha. 114g. Chiều dài rút gọn là 110cm, giá là 600.000. Số 9 là một cây cần ISO khoen nhỏ. À, cây này là cây ISO nhỏ này. Góc này. Góc của nó như thế này. Pad là pad Fury, pad kẹp Fury. Fury này là Fury SS5, dài là 2m1 này. Dài là 2m1 nha, cần có màu đỏ đen như thế này. Thì cây này kiểu dáng nó cũng xuôi về phía đầu ngọn, nhỏ dần về phía ngọn như thế này nha. Đây. Cây này thì cái phần gốc của nó đây. Gốc của nó là phi 17. Các khoen nhỏ phía trong của nó như thế này. Tất cả là Fury hết nha mọi người. Thì nó có chỉ có tất cả là 2 4 7 khoen. 7 khoen bao gồm cả đầu bung như thế này. Cái này thì mọi người câu giò này, câu mực cơm nha, rất là ok. Ngọn là 1 ly 4. Nó lắm trong như thế này. Cái này này rút một lóng này, hai lóng nha. Chất những cây như những cây là này là chất liệu carbon hết nha mọi người. Carbon sóng vòng như thế này. Cái này rút tất cả là 3 lóng, chiều dài là 2m1. Personal Modern DX2m1 nhé. Tổng thể như thế này. Thì cây này là mã số 9, nặng là 62g. Chiều dài thu gọn ngắn nhất là 80cm và giá là 600.000. Số 10 là một cây ISO. Cây này là ISO khoen nhỏ, cây này dài là 4m50 và đọt số 1 nha. Cái góc của nó này. Phần chui, đây là phần chui. Độ lớn của góc. Độ lớn của góc là phi 19.6 nha. Phần góc cây này nó dính keo bẩn nha. Đây, cái keo bẩn này. Cái này em đã vệ sinh rồi nhưng mà nó chưa có sạch mọi người. Đây. Cây này khi về hàng thì phần góc nó rất là bẩn. Đây, em đã lau chùi rồi, nó chưa có sạch lắm. Cái này thì của nó là Alpha Tucker. Nó hơi mờ nhưng mình vẫn thấy rõ nha, Alpha Tucker ở đây. Bát của cần là bát cài Fury F6. Cây này dài 4m5, đọc 1, hàng Made in Korea. Có chữ Made in Korea ở trên cần nha. Seamaster Alpha Tucker này. Cây này thì nó chỉ xấu cái phần phía dưới này thôi. Còn các lóng trong của cần này rất là mới luôn. Khoan là khoan Fury hết. Fury xứ xám hết. Thì cây này nó có tất cả là 11 khoen như thế này. Tất cả là Fury. Đọt số 1. Đọt số 1 cần rất là mảnh nha. Cây này ngọn là 0.75 ly. Có lóng trong này. Đây là lóng đọt này. Lóng 2. Màu đen như thế này nha. Lóng thứ 3 này. Cá lóng trong rất là mới, còn sáng bóng. Lóng 4. Lóng thứ 5. 6 nha. Cây này thì nó rút tất cả là 8 lóng. Lóng thứ 7 này. Đấy, ngoại hình các lóng trong thì còn rất là đẹp. Không trầy xước ở là các lóng trong. Đây là lóng cuối cùng, lóng gốc của cần. Nó chỉ 6 phần cán này thôi nha. Thì cây này là mã số 10. Nặng là 175g nha. Dài 4m5, đọt 1. Cây này rút gọn là 65cm, giá là 700.000. Số 8 là một cây cần của Shimano cắm gốc lỡ như thế này nha. Đây là phần gốc nè. Gốc của nó là phần cán mút xốp màu xám như thế này nha. Cây này thì dài là 1m50 và độ cứng là 120. Mã code này hàng Made in Korea nha. Bát của nó là bát vặn Fury, hàng của Shimano, màu như thế này. Cần cắm gốc lỡ như này nha. Đây là ngọn của nó này. Cây này chất carbon Shimano, khoen là khoen Fury lõi xứ đen như thế này. Cây này có tất cả là 6 khoen, 6 khoen bao gồm cả đầu bu nha. Cứng là 120, dài là 1m5. Ngọn của cần là 2 ly 7 nhé.
Cây này là ngọn tháp nha mọi người, tháp từ vị trí này lên nè. Ngọn. Cây này là mã số 11 nha, cần Shimano, cứng 120, dài 1m5, dài là 1m50, nặng là 252 g. Giá của cây số 11 này 1.300.000. 14 em có là một cây cần bạo lực hai khúc như thế này. Cây này chất liệu của nó là fibra nha. Gốc này. Phần gốc của nó đây. Cán của nó là màu đen như thế này. Bát của cần là bát vặn Fury. Cán mút xốp màu xám. Cần là phủ bóng trang trí như thế này nha. Màu xanh. Thông số của cần là dài 2m7, cứng 200. Đây. Rõ thông số ở trên cần nha. Đem nhãn của nó này. Cây này bộ khoen của nó rất là chất nha. Khoen Fury. Đây, Fury nó dập ở vị trí phía trên chân khoen như thế này. Đấy, khoen của nó đây. Đây là ngọn của cần. Cây này thì gồm tất cả là 7 khoen. 7 khoen bao gồm cả đầu vô. Tất cả đồng bộ khoen nha. Đồng bộ là khoen Fury. Khoen Fury như thế này hết nè. Phôi nó rất là dày. Đây, cái chân nó rất là dày nha. Đây, khoen của nó đây. Đầu bu của nó này. Cái này đọt là 5 ly 3. Sau đây mọi người nha, điện thoại vừa trước. Đây, em quay tiếp nha. Độ cứng 200, dài là 2m72 khúc nha. Tổng thể như thế này. Cây này mã 12, nặng là 587 g, giá là 1.300.000. Tiếp tục 13 cũng là một cây cần bạo lực. Cây này thì nó chất liệu carbon và gốc của nó thì có thể rút ra được nha. Đây, rút rời gốc ra như thế này. Nó sẽ gồm là 3 khúc như thế này nha mọi người. Phần gốc của nó là gốc gỗ. Gốc là cán gỗ hết nè. Bát vặn nhôm. Đây là nó mà giữa nè. Tay cầm là cán này là mút xốp màu đen. Cây này dài là 2m1 nha. Hiệu của nó đây. Mija Inox này with A. Dài 2m1. Khoen Fury lõi phát quang dòng khoen biển như thế này nha. Đây là ngọn. Cái này thì độ cứng cũng là 200 nha, dài là 2m1, cứng 200. Đây là phần ngọn của cần, trên ngọn thì nó có vết trầy tróc sơn như thế này. Cái này thì nó có tất cả là 7 khoen bao gồm cả đầu bu. Và tất cả đều là khoen Fury biển như thế này hết. Đầu bu cũng vậy. Ngọn của cần là 6 ly 3. Cây này đọt rất là lớn nha. Độ cứng, cây này rất là cứng luôn. Độ cứng 200 và 2m1. Cây này mã 13 nha mọi người. Nặng là 843 g nha. Cây này nặng ở phần gốc này. Gốc gỗ này và cái bát máy này nha. Nặng là 843 g. Chất carbon, giá là 1.600.000. 14 là một cây 3 khúc carbon như thế này. Cây này là cây cần, hiệu của nó là hàng Sanwa. Cây này thì nó có màu trắng nha, màu trắng sữa. Bát là bát vặn Fury FPSD20. Cây này dài là 3m3, nó ghi thông số ở đây, nó hơi bị mờ nha. Đây là Super Big. Dài là 330, đây nó hơi mờ nhưng mình vẫn thấy được chất của nó này. Khoen là khoen Fury xứ xám xanh. Ngọn và lóng giữa. Cây này tất cả đều là Fury, đồng bộ hết. Đồng bộ khoen nha. Thì cây này thì nó có màu trắng mà nó hơi bị ngã màu một tí nha mọi người. Ngã màu. Cây này thì ngọn 2 ly 6. Cây này cứng tầm 30. Dài là 3m3, cứng tầm 30 nha mọi người. Thì cây này là mã số 14, nặng là 357 g, giá cây 14 là 1.000.000. 15 là một cây cần lua nha, cây cần lua 2 khúc như thế này. Cán của nó là cán gỗ nha, cán gỗ bần. Bát là bát vặn Fury FE
Furi DPS bắt vặn như thế này nha, cắn một số màu đen ở phần trên này. Cây này thông số của nó đây, dài là 7 feet 6 inch, là 2m29 nha, high quality carbon rod này, 762 là 7 feet 6 inch nha, hai khúc 7 feet 6 inch là 2m29, hiệu của nó đây, CPAT tem này, khoen của cần. Cây này thì độ cứng của cây này là ML nha mọi người, thì cây này á, thông số nó không nằm ở trên cần nha, cái này thông số nó sẽ nằm ở hết vỏ hộp nha mọi người. Khoen của cần là Furi, khoen Furi lõi xứ xám như thế này, xám đen như thế này nha. Đây, tất cả là khoen Furi hết. Cây này cũng còn rất là mới nha. Đây là ngọn của cần. Nó có tất cả là 6 khoen Furi, 6 khoen bao gồm cả đầu bu nha. Ngọn là 2 ly. Ngọn là 2 ly nhá. Độ cứng là ML. Dài là 2m29, 2 khúc. Tổng thể như thế này. Thì cây này là mã 15, nặng là 178 g. Giá của cây số 15 này là 700.000. 16 là một cây lưu rút nha, cây lưu rút như thế này. Chi tiết của nó đây, đây là phần chui này, chui mút xốp màu đỏ, cán mút xốp màu đen. Bát là bát vặn Furi. Mút xốp màu đen. Cây này là một cây cần hàng made in Korea. Hiệu của nó là Abispito. Cibasta RX90T nha. Cây này là dài 2m70 nha mọi người, 9 feet. Line là 8-20 lb, lua là 10-30 g. Đây, thông số đầy đủ nha. Khoen Furi. Có tất cả là 5 khoen Furi loại xứ xám như thế này. Cái này ngọn của nó đây. Ngọn là 27. Đây là lắm ngọn này. Lắm thứ hai. Rút tất cả là 3 lắm thôi nhá. Lắm cuối cùng. Tổng thể. Cái này là mã 16, nặng 159 g. Rút gọn là 100 cm, giá là 700.000. Cuối cùng, cây số 17 em có là một cây cần hàng Daiwa. Cây này thì nó có nguyên hộp như nguyên bao như thế này nha. Cây này rất là đẹp nhé mọi người. Ha, nó có tất cả là hai ngọn. Hai ngọn và chất của nó là hàng phíp đỏ của Daiwa nha. Cây này rất là đẹp luôn. Em sẽ cho mọi người xem chi tiết. Đây này. Cái này trên vỏ hộp nó ghi rất là đầy đủ nè. Dài 2m7 nha, hai ngọn cứng 120 và 150 nhé. Cây này nặng là 390 g nè, chiều dài rút gọn là 99 cm. Dài là 2m7, trên vỏ hộp, trên cái bao đựng này nó ghi rất là rõ thông số của nó. Còn chi tiết của cần là như thế này. Nó bao gồm là hai ngọn như thế này, 3 khúc và hai ngọn. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Hàng phíp đỏ của Daiwa này thì phôi của nó rất là chất lượng nha. Góc này. Hiệu cần là Daiwa. Hiệu cần là Daiwa, cần trang trí như thế này. Quấn nhựa trang trí như thế này, bát là bát vặn Furi SPS 26 Japan Pad. Dài 2m7, DX cứng 120 và 150. Đấy, đầu lóng rất là mới. Tem nhãn đầy đủ. Ngọn và hai cái ngọn và cái lóng giữa của nó đây. Này, tất cả các khoen của nó là Furi lõi xứ xám như thế này. Thì cây này đây gồm hai cái đọt. Độ lớn của đọt đây. Một ngọn là 3 ly. Một ngọn là 3 ly 6 nhá, một ngọn là 3 ly 6 và ngọn bé hơn là 2 ly 7. Ngọn 2 ly 7 cứng 120. Cần ngọn tháp nhé mọi người, ngọn tháp. Đây là ngọn 3 ly. Ngọn cái này, ngọn này là ngọn cứng 150 này, đây. Cái này cứng hơn.
Nó dài 2m7 và hai ngọn cứng như hình như này. Tổng thể của cần đây rất là mới đẹp nha, hàng nguyên bao. Thì cây này nó sẽ là mã số 17 nha, mã số cuối cùng, mã 17, giá là 800.000. Rồi em vừa giới thiệu với mọi người tất cả là 17 cây cần nha. Chất liệu và giá cả em đã báo rõ từng cây. Mọi người xem và nếu có nhu cầu đặt hàng, vui lòng liên hệ với shop qua số điện thoại 0932455407, kết nối Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp cho shop em để chốt hàng nha mọi người. Em cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại mọi người.